Chào mừng quý khán giả đã đến kênh Showbiz Việt. Kính chúc quý khán giả có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời bên chúng tôi. Và đừng quên đăng ký bên dưới cũng như bấm vào chuông thông báo để nhận được những video clip mới nhất trong ngày. Và bây giờ xin mời quý vị hãy đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày hôm nay. Đêm khai mạc ạ của phái nạ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam ạ của phái nạ Việt Nam International Fashion Week Thu Đông đã chính thức diễn ra vào đêm 29/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Thảm đỏ đêm đầu tiên đã thực sự bùng nổ khi trở thành điểm đỏ sắc của dàn hoa hậu nổi tiếng. Ạ của phái nạ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2019 ngày càng chứng tỏ sức hút và đẳng cấp của mình sau 10 mùa tổ chức. Đêm diễn đầu tiên không chỉ quy tụ đông đảo những nghệ sĩ nổi tiếng mà còn là nơi hội ngộ của những tín đồ yêu thời trang, stylist tên tuổi. Hoa hậu, người mẫu, diễn viên Thanh Hằng chiếm trọn sở bỏ lì tật tại thảm đỏ đêm đầu tiên với bộ cánh lấp lánh hở vai cùng đôi bụt cao ôm trọn đôi chân dài. Người mẫu Quang Đại vẫn trung thành với phong cách lịch lãm thường thấy với bộ vest tối màu. Quang Đại là một trong những đại diện của ạ của phái nạ cùng với siêu mẫu Thanh Hằng. Á hậu quốc tế Thúy Vân xuất hiện trong trang phục hở ngực táo bạo. Hoa hậu Lương Thùy Linh cá tính trong trang phục đỉ ỉm của Versace phá vừa. Hoa hậu Tiểu Vi lộng lẫy trong thiết kế của NKT Hoàng Hải. Cô cũng đảm nhận vị trí quan trọng trong show diễn của NKT Hoàng Hải tại đêm đầu tiên của ạ của phái nạ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông. Hoa hậu Hờ Hen Nỉ Hệ gợi cảm, cá tính khi biến hóa với tóc tết kiểu cùng váy đỉ ỉm đến từ thương hiệu Versace phá vừa. Dàn người đẹp quy tụ đông đảo khiến thảm đỏ ngày đầu tiên càng trở nên nóng hơn. Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu Thu Ngân đẹp dịu dàng, mỏng manh trong chiếc đầm trắng tinh khôi của NKT Hoàng Hải. Hoa hậu thế giới người Việt Ngô Phương Lan thả dáng trong chiếc đầm đoan gợi cảm bên cạnh NKT Hoàng Hải. Nữ ca sĩ Lệ Quyên gây thương nhớ với nét đẹp quyến rũ khi đỏ sắc trong chiếc đầm đuôi cá kiêu sa của NKT Hoàng Hải. Quán quân The Face Mạc Trung Kiên rạng rỡ trên thảm đỏ đêm đầu tiên. Anh sẽ có tiết mục đặc biệt trong show diễn đêm nay. Gây chú ý tại thảm đỏ đêm đầu tiên còn là sự góp mặt hai diễn viên Lương Thanh và Ngọc Quỳnh của bộ phim Đình Đám Hoa Hồng bên ngực trái xuất hiện lộng lẫy bên cạnh đại diện thương hiệu Versace phá vỡ. Diễn viên Lanh Thanh đầy khí chất trong set đồ của Versace phá vỡ. Lanh Thanh là một trong những diễn viên trẻ đang lên và nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng thời gian gần đây. Tổng biên tập tạp chí Harper's Bazaar Việt Nam mang đến thảm đỏ tuần lễ thời trang đầy sắc màu tươi vui. NKT Ivan Trần xuất hiện cùng dàn mẫu nhí đầy cá tính. Với chủ đề A Fashion Week, một chặng đường thời trang tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam bước sang mùa thứ 10 ngày càng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ thời trang quốc tế. Ạ của phái nạ tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Thu Đông 2019 A Fashion Week. Ả của phái nạ Việt Nam International Fashion Week Phổn Tờ 2019 sẽ diễn ra từ ngày 28 ngày 31 tháng 10 năm 2019 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Việt Nam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị hãy kích vào đăng ký kênh ở phía dưới để cập nhật những video mới nhất trong ngày quý vị nhé. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.